Và tiếp theo đây sẽ là một đơn vị với năng lượng vô cùng nhiệt huyết sẽ đốt cháy sân khấu này. Xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho một liên quân khác, bao gồm ban biên tập ảnh, ban biên tập tin kinh tế, ban tổ chức cán bộ và trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn. Các anh chị sẽ mang đến với hội diễn Hợp ca nam nữ, Khát vọng Việt Nam, sáng tác Đức Tuyến và Tốt Múa. Xin mời quý vị chúng ta một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay để chào đón liên quân của chúng ta. Là ánh sáng của niềm tin, là ánh sáng.